Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn mình phá từ cái đầu tiên nha. First Edge. Let's go. Ok. So let's go. Đây là một đường đua khá là lạnh lẽo. Ok.
So let's go, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, CR Rushing 2. Let's go. Ta tầm 6, ok. Tiếp tục đồ bánh tròn này. Các bạn tính toán làm sao lúc nào cần dùng đến meter. Cái này thì không cần dùng rồi, không cứ dùng đi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Một quan sát. Not bad. Ok. Oh my god.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo là Beyond No Limits. Let's go. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Fast 9, let's go. Tựa game này thì nó vào hơi chậm một chút bởi vì là trong tựa game này rất là lặng. Và nó làm một bản rất là đẹp, nhìn rất giống ngoài đời thật luôn. Các bạn cùng mình trải nghiệm tựa game này nhá. Let's go. Winter Rush. Thank you.
Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Bridge Rushing 3. Let's go. Okay, let's go. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Shall Freak Reader. Let's go. How way, ok. Thank you.
phải là một chặng đoạn đường dài, xem các bạn có thể đi được bao xa. Oh my gosh, đi rồi. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo ở Fire Extreme. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.